Thưa quý vị, bất chấp các quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nhiều cơ sở spa, thẩm mỹ viện, chăm sóc da trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tìm mọi cách để thu hút khách bằng những lời quảng cáo hấp dẫn, sử dụng tên gọi các công nghệ mới với các gói khuyến mãi ưu đãi. Cá biệt có nhiều trường hợp khách hàng phải chịu cảnh là tiền mất tật mang khi chấp nhận đánh cược sức khỏe của mình vào tay những bác sĩ rởm. Những cơ sở chăm sóc với dịch vụ thẩm mỹ mà Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tràn lan của tình trạng này. Đây là cơ sở chăm sóc da nằm trên đường Bầu Hạc 1, thuộc địa bàn phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, vừa bị đội cảnh sát kinh tế Công an quận phát hiện khi chuẩn bị thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín cho một khách hàng nữ. Mặc dù không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ, nhưng cơ sở này vẫn nhận thực hiện can thiệp thẩm mỹ cho khách hàng trái quy định. Với vi phạm này, chủ cơ sở phải đối diện với mức phạt lên đến 70 triệu đồng. Thời gian vừa qua, thì đội cảnh sát kinh tế môi trường Công an quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra với 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn, thì đã phát hiện là 4 cơ sở có những cái vi phạm lớn trong cái kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, mà điển hình là cái hành vi là sử dụng thuốc, các cái thiết bị và các chất làm đầy để can thiệp vào cơ thể con người, và là sử dụng những người hành nghề là không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Mà theo quy định thì những cái hành vi mà xâm lấn này thì phải chỉ được thực hiện ở các cái bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám có chuyên khoa thẩm mỹ. Và là những cái người hành nghề là phải có những cái chứng chỉ về y tế. Chỉ cần ấn tìm từ khóa spa thẩm mỹ trên mạng xã hội là hàng loạt các cơ sở chăm sóc da hiện lên kèm theo những dịch vụ liên quan đến cắt mí, sửa mũi, độn cằm với giá cả rất phải chăng, thậm chí là rất rẻ. Dẫu chưa xuất hiện trường hợp nào trên địa bàn tác động xấu đến sức khỏe của khách hàng, nhưng Công an quận Thanh Khê đã chủ động rà soát và kiểm tra những cơ sở spa đã và đang tồn tại những sai phạm nêu trên. Thời điểm cuối năm và lễ Tết thì người dân và nhất là chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp, thì là khuyến cáo người dân nên chọn những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín hoặc là các cái chuyên khoa thẩm mỹ của các bệnh viện để thực hiện các cái dịch vụ làm đẹp, để tránh mang lại những cái hậu quả lâu dài cho sức khỏe về sau, đặc biệt là có thể nguy hại đến tính mạng cơ thể người. Đối với cơ sở kinh doanh chăm sóc da khi đăng ký kinh doanh thành công thì cần có văn bản thông báo của Sở Y tế về kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ mới được phép đi vào hoạt động. Thế nhưng việc không hướng dẫn cụ thể của đơn vị cấp phép dễ khiến các cơ sở phạm lỗi và đối diện với mức phạt cao từ 40 đến 50 triệu đồng. Mỗi người dân vẫn nên là một khách hàng thông minh và trách nhiệm trước sự an toàn sức khỏe của chính mình.